đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy. Hiếu đệ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền dân làm được. Chú bồ câu bị mất. Con làm gì đấy? Không được lại gần chiếc lồng nhá. Con chỉ muốn chơi cùng thôi mà. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu tự làm, thiếu đạo con. Bố không cho cậu chạm vào bồ câu, chắc chắn là có lý do. Nếu cậu nghe theo lời bố thì không được tự ý mà làm. Những đạo lý này tớ đều hiểu. Nhưng cậu xem chú bồ câu này đáng yêu như vậy mà bị nhốt trong lồng. Tớ chỉ xem thôi mà, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Bồ câu bay mất rồi, bắt lại đi. Chuyện gì thế này? Tớ để cậu có khả năng biến thành loài vật trong vòng một tiếng. Có nghĩa là trong vòng một tiếng, cậu có khả năng đặc biệt của nhiều loài vật đấy. Vậy có nghĩa là tớ có thể bắt được bồ câu về. Vừa rồi là tại cậu tự ý làm, không nghe lời bố nên mới làm bồ câu bay đi mất. Nếu cậu muốn tìm được bồ câu, thì phải xin phép bố mẹ đã. Được, tớ sẽ đi xin phép mẹ. Mẹ ơi, con muốn đi chơi một lúc ạ. Không được, sắp ăn cơm rồi. Đợi ăn cơm hẵng hay. Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Là bố con gọi đấy. Nói bồ câu là của chú Trương. Chút nữa chú sẽ đến lấy. Bố bảo mẹ giúp bố cho bồ câu ăn. Hiếu Hiếu, con vào phòng học đi. Đợi cơm được rồi mẹ sẽ gọi con. Phải làm thế nào đây? Mình phải tìm được bố câu về. Đúng rồi, mình tìm tiểu sủng dạy mình khả năng tàng hình, rồi đổi màu của thằn lằn. Thần kỳ quá. Thật là thần kỳ. Là cô Trương à? Cháu chào cô Trương ạ. Chuyện là thế nào nhỉ? Rõ ràng nghe có tiếng người nói mà. Lại bị nghe thấy tiếng vọng rồi. Rốt cuộc của con hôm nay sao thế nhỉ? Mình quên là đang tàng hình. Nhưng thế này thì thật là thích. Mình sẽ dùng sự nhạy cảm xúc giác của chó để tìm bồ câu vậy.
Quả bóng của tôi. Quả bóng bay của mình. Đừng chạy mà. Chắc là ở gần đây thôi. Nhưng rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Tìm thấy rồi. Khả năng của loài vật quả nhiên lợi hại. Nhưng làm thế nào để mình bắt được đây? Đúng rồi. Mình sẽ dùng khả năng treo tường của thạch sùng để treo lên cây. Đừng có bay mà. Làm mình lại phải leo xuống. Mình quên mất. Tiểu sùng nói khả năng loài vật của mình chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Giờ đã hết thời gian rồi. Làm thế nào đây? Ôi, cái gì thế? Mưa rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Có ai không? Mau đến đây giúp tôi với. Bố mẹ ơi, con muốn về nhà. Đều tại con, việc gì cũng không hỏi bố mẹ. Bây giờ phải làm sao đây? Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con ở đây. Mẹ ơi, tiểu sủng ơi, mau cứu con đi. Hiếu Hiếu, con đừng lo, chúng ta sẽ cứu con ngay đây. Nào. Con mau uống đi, chắc là lạnh lắm đấy. Bố ơi, con không nghe lời bố. Kết quả là để mất chim bồ câu. Con vì muốn tìm chim bồ câu nên mới trèo lên cây. Nhưng mà bố câu vẫn không bắt được. Thế này làm sao mà trả cho chú Trương được? Không sao đâu. Bồ câu này là bồ câu đưa thư. Chim sẽ tự bay về thôi. Hiếu Hiếu, bố sợ con bị bồ câu mổ nên mới không cho con động vào. Đều tại con không ngoan. Hiếu Hiếu, lần này thì cậu biết rồi chứ. Dù việc có nhỏ đi nữa, nếu không được bố mẹ đồng ý, có thể tổn hại hiếu đạo, đạo đức của chúng ta đấy. Xin phép và tôn trọng ý kiến của bố mẹ là biểu hiện của lòng hiếu thảo. Bố mẹ đi đâu cũng quan tâm chúng ta. Chúng ta nhất định phải biết hiếu kính với bố mẹ. Tiểu sủng, tớ nhớ rồi. Xin lỗi anh. Không sao, không sao, chỉ là quả táo thôi mà. Hiếu Hiếu, sau này con phải nhớ kỹ, cho dù là thứ riêng dưới đất, nếu không phải của mình, thì con không được tự ý lấy nhé. Vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Tiểu Sủng, xem này, bố câu về rồi. Nhưng sao chim không vào lồng nhỉ? Hiếu Hiếu, cậu nhìn kìa. Chắc là vì chiếc lồng rơi mà chim bị thương nên chim mới không vào đấy. Tiểu sùng này, cậu mau dùng phép thuật làm chim vào lồng đi. Không đúng, để tớ đi hỏi bố đã. Tiểu sùng ơi, bố bảo chỉ cần sửa được chiếc lồng là chim sẽ tự về. Vậy chúng ta mau hành động thôi. Sửa xong rồi. Cuối cùng bố câu cũng đã về nhà rồi.
Thơm quá. Mẹ ơi, con có được ăn bánh ngọt ở trên bàn không ạ? Đương nhiên rồi, con mau ăn đi. Vâng ạ. Bà ơi, cháu mời bà ăn bánh ngọt ạ. Được rồi, bà cảm ơn Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu ngoan lắm. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu đã làm, thiếu đạo con. Làm những việc mà bố mẹ không cho phép sẽ làm tổn hại đạo đức và hiếu đạo của chúng ta đấy. Hành vi của chúng ta sẽ làm cho bố mẹ xấu hổ, lo lắng. Việc gì cũng phải xin ý kiến bố mẹ, là tôn trọng đối với bố mẹ, là biểu hiện của lòng hiếu thảo. Các bạn nhỏ phải nhớ kỹ nhé. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Vân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Thiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bắc Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Diệu Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.